hôm nay mời mọi người vào bếp cùng làm món kim chi củ cải cùng với mình nhé thấy ở siêu thị người ta bán cái loại củ cải của đảo che chu ngon quá nhỏ nhỏ nữa mình đã mua bốn củ về rồi Bây giờ mình sẽ lấy dao xong rồi bào hết cái vỏ này đi Hoặc là mọi người có thể rửa sạch không cũng được Mình thấy nhiều người hàng người ta còn ăn cả vỏ nữa cơ Như kiểu là khi mình để cả vỏ thì nó nó sẽ giòn hơn ấy. Sau khi rửa sạch thì là mình sẽ thái nhỏ Cái này thì tùy theo khẩu vị của mỗi người nhé Người Hàn thì là người ta sẽ thái kiểu dạng vuông Còn có người thì là mua cái loại củ cải non ấy, Xong rồi mình chỉ cần bổ ở giữa thôi Chứ không thái nhỏ mình như thế thì rất thích ăn cái loại củ cải non đấy Thế nhưng mà mùa đông lại không có Nó chỉ xuất hiện vào cái mùa thu thôi Tiếp theo thì là mình sẽ rắc muối vào mọi người nên nhớ là đừng rắc nhiều quá kẻo nó mặn nha Sau đó mình sẽ để tầm khoảng hơn một tiếng Và sau một tiếng thì cái củ cải của chúng ta là nó đã mềm ỉu ra rồi với lại đồng thời nó sẽ ra rất là nhiều nước thì là mình sẽ rửa lại một lần bằng nước lạnh nó ừ. có một điều nữa không biết là mọi người có biết không nha nhưng mà mấy cái loại củ cải của hàn quốc này người ta có thể ăn sống nha nó không hề hăng đây là tất cả các loại gia vị hôm nay mình đã chuẩn bị này gồm có lê cơm nguội hành tây ớt đỏ và chỗ này là mắm tép thế nha mọi nữa người là một loại mắm chuyên gia để làm kim chi tiếp theo là đường và ớt bột nữa khi mà đã chuẩn bị xong các loại gia vị này thì là mình sẽ cho tất cả cái nguyên liệu để vào máy sinh tố và xay đều lên hôm nay mình cho cơm nguội vào đây là để thay thế cháo gạo mọi người như mẹ chồng mình thì sẽ mua bột gạo nếp về nấu lên nhưng mà ở trên mạng bây giờ người ta hướng dẫn cái kiểu này rất là tiện lợi luôn. còn cái nước này là cái nước mình nấu từ cái con cá cơm ra mọi người xay xong thì bây giờ mình sẽ đổ ớt bột vào đây này. tiếp theo là mắm tép của Hàn Quốc cái này là mẹ chồng mình cho rất là ngon luôn. và một loại mắm chuyên để làm kim chi nữa. trộn đều cái hỗn hợp này lên sau đó mình sẽ bỏ đường vào. hôm qua về quê thì là mẹ chồng mình có cho một cái bắp cải thảo rất là ngon luôn. thế là nhân lúc đang có gia vị Thế là mình làm thêm một ít kim chi ăn gọi là kiểu muối sổi ấy. Bởi Hàn Quốc thì trộn kim chi một cái là người ta ăn ngay chứ không như ở bên Việt Nam mình là phải đợi cho nó chua đâu. đấy và sau một lúc là mình đã có một đĩa kim chi cải thảo rất là ngon cái này mà ăn với thịt luộc thì là bá cháy luôn. Lại với kim chi củ cải thì là mình đợi ráo nước bây giờ bỏ hành ta vào nhé tiếp theo là bỏ cái gia vị vừa nãy mình mới làm xong ấy. mọi người nên chú ý là mới đầu thì đừng cho nhiều quá sợ nó mặn tiếp theo là trộn đều lên xong rồi ăn thử nếu mà cảm thấy nhạt thì lúc đấy mình hãy cho thêm nhà mình kiểu như là ít người cho nên là mỗi lần làm kim chi thì là mình cũng chỉ làm đúng một hộp đủ ăn trong vòng một tuần thôi mẹ chồng mình mỗi lần làm thì là làm cho những ba người con cho nên là nguyên một cái thau rất là to đó nhiều đó. khi mình căn cái gia vị nó cũng rất là khó mình nữa. màu nó hơi lần lật cho nên là mình đã cho thêm một muỗng ớt bột vào ớt bột của hàn quốc thì nó có nhiều loại loại cay vừa cay quá và cay ít thì theo khẩu vị của mỗi gia đình ai mà muốn món ăn cay thì là mình cho nhiều hơn mà bây giờ mình đã hoàn thành xong món kim chi củ cải rồi mình rất là hấp dẫn luôn nhưng mà cái này mình sẽ không ăn ngay mà để ở nhiệt độ bên ngoài tầm khoảng 3 ngày nhá đợi cho nó lên men xong rồi chua chua một tí mình mới để vào tủ lạnh cái lúc đấy ăn nó chua chua xong mình cửa nó giòn tan ngon lắm.